Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Anh ấy chỉ láo vô cùng, cứ xin lỗi chị, anh ấy chỉ vào mặt thế này là anh chửi địt mẹ chúng mày. Mẹ chúng mày. Thằng thanh con này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Địt mẹ chúng mày. Thằng danh con này.